Thực ra thì mấy ngày nữa anh sẽ... Anh sẽ làm sao? Nếu như mà khó nói quá thì hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy nói với em. Có những chuyện khi đã trôi qua rồi thì rất khó để nói lại. Anh chỉ muốn nói với em là... Là... Cuộc sống này dù có đổi thay đi chăng nữa thì giây phút này, khoảnh khắc này của anh với em là thật lòng. Mình đúng là thằng hèn, vẫn không thể nói với Lam là mình sắp không còn ở nơi này nữa. Về nhà nghỉ sớm đi. Lam, tạm biệt em, tạm biệt tình yêu của tôi. Có phải mày biết hết chuyện rồi đúng không? Biết gì chứ? Thì chuyện anh Huy với anh Sơn sắp đi du học ấy. Thế nên là mày đã từ chối tình cảm của hai người đúng không? Đi du học á? Thanh Huy không nói gì với mày à? Thì ra hai người ý à, cũng chả thật lòng gì với mày. Ôi giời ơi, soái ca ơi là soái ca. Tại sao lúc nào cũng phải dẫm đạp lên tình cảm của người ta như thế chứ? Nếu thấy có gì bất ổn thì đến gặp Lam đi. Lam với liếc cái gì? Tôi đã bảo với ông rồi, tôi không yêu cô ta. Giờ này là giờ nào rồi, ông còn nói cứng như vậy? Mai bay rồi, không có cơ hội khác đâu. Mà ông cũng đừng vô tâm như thế. Tìm Lam, nếu cần thì xin lỗi cô ấy. Ông có vẻ thương xót cho Lam nhỉ? Thật ra tôi thì cũng có tí tổn thương sĩ diện. Mà con bé đó thì cứng cựa quá, tán mãi mà cũng không đổ, chứ chả có yêu đương gì cả. Mà tôi có điên đâu mà yêu cô ta? Để sau này tôi với ông khó nhìn mặt nhau à? Này, ông đừng lấy lý do là tôi được không? Ừ, đúng. Ông chả phải là lý do gì cả. Lý do là do tôi. Tôi đâu có điên đâu mà yêu cái cô nàng như cây cột điện. Ít nhất ấy, thì cũng phải nở nang như là Mỹ Xuân ấy. Đằng nào đấy, mai anh em mình cũng tách khỏi đây rồi. 6 năm. Có khi lúc anh em mình về, em bán dưa, đã yêu một anh chàng bán ca rồi cũng nên. Thôi, vào thôi. Này, sao mày lại ngồi đây? Tao gọi điện mãi mà mày không nghe là sao? Hoài à? Không phải mày vừa đến chỗ chia tay đấy chứ? Mày đến đấy thật à? Sao mày tìm được?
toàn hot boy hot girl không? Muốn biết cũng đâu có khó. Thế anh Huy đi thật à? Người giàu vẫn cứ thế thôi. Một đứa bán dưa như tao, cuối cùng cũng chỉ tìm một anh bán cà thôi. Đi vào nhà với tao đi, ngồi đây ốm đây nhá. Thôi, mày cứ vào trước đi, một lát nữa tao vào sau. Sao mày cứ bướng thế nhở? Thế giờ tao phải làm gì? Nói gì giờ? Thế tao ngồi đây với mày nhá.